Tin Thế Giới sáng ngày 13 tháng 4 Ông Putin thề sẽ đạt được mục tiêu cao cả ở Ukraine Báo Anh Ông Putin bắt giữ 150 sĩ quan tình báo, tăng gấp 3 quân số Reuters Mỹ dự kiến viện trợ quân sự thêm trị giá 750 triệu đô la Mỹ cho Ukraine Reuters Ngũ giác đài sẽ họp với 8 nhà sản xuất vũ trang hàng đầu của Mỹ để thảo luận về Ukraine Tổng thống Anh Mỹ thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ cho Ukraine. Thú Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi mục tin thế giới sáng ngày 13 tháng 4 của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Ba cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraine đã đi vào ngõ cụt, đồng thời tuyên bố rằng quân đội của ông sẽ giành chiến thắng. Phát biểu trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi quân đội Nga phải rút lui khỏi miền Bắc của Ukraine vì bị chặn lại ở các cửa khẩu của Kiev, ông Putin cam kết rằng Nga sẽ đạt được tất cả các mục tiêu gọi là cao cả của mình ở Ukraine. Đây được coi là tín hiệu cho thấy cuộc chiến sẽ còn kéo dài. Tổng thống Nga cáo buộc Kiev đã làm trạch hướng các cuộc đàm phán hòa bình bằng cách dàn dựng những gì để cáo buộc Nga phạm tội ác chiến tranh. Trong cuộc họp báo, Tổng thống Putin mô tả các cuộc đàm phán với Ukraine đang rơi vào ngõ cụt vì Kiev thay đổi những gì hai bên đã thống nhất tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Putin nói hai bên đã đạt được một số thống nhất và Ukraine tuyên bố là các đảm bảo an ninh trong tương lai sẽ không áp dụng với Crimea, Sevastopol và Donbass, nhưng sau đó họ đã đổi ý. Cũng theo Tổng thống Nga, Ukraine đang thay đổi lập trường một lần nữa và ông đã được báo cáo về sự việc trong đêm 11 tháng 4. Chính quyền của Ukraine tuyên bố sẽ không từ bỏ lãnh thổ và chủ quyền để đổi lấy hòa bình. Bán đảo Crimea và thành phố Sevastopol sắp nhập vào Nga sau cuộc trưng cầu dân Ý năm 2014. Hiện vẫn chưa rõ các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc nào. Các nhà đàm phán Nga và Ukraine đã gặp nhau trực tiếp tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29 tháng 3. Thưa quý vị, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công trí tử nhằm vào miền đông của Ukraine, đã có báo cáo về một cuộc thanh trừng lớn nhằm vào 150 quan chức tình báo trong nước. Những người này bao gồm cả Sergei Beseda, người trước đó được cho là đã bị quản thúc tại gia và đứng đầu đội năm đơn vị tình báo nước ngoài của FSB. Ông này cũng đã bị chuyển đến nhà tù Lefotovo có an ninh cao, được biết đến với việc giam giữ các tù nhân chính trị. Theo Daily Mail của Anh, Beseda 68 tuổi bề ngoài đang bị điều tra vì cáo buộc tham mô. Nhưng điều này được hiểu rằng, Điện Kremlin cho rằng ông ta phải làm do gì thông tin và làm suy yếu các nỗ lực chiến đấu của quân đội Nga nên phải chịu trách nhiệm. Cuộc điều tra hiện đang được xử lý bởi cơ quan phản gián quân sự của Nga, mà Putin hy vọng sẽ chặn được sự tiếp cận thông tin tình báo của phương Tây. Theo trang web điều tra kết của Alan, các quan chức khác của FSB cũng đã bị tạm giữ vì tình nghi đưa ra báo cáo sai lệch về tình hình thực tế của Ukraine cho Điện Kremlin trước cuộc xâm lược. Các đánh giá mà họ đệ trình được cho là đã thuyết phục ông Putin rằng quân đội của Ukraine sẽ có ít khả năng kháng cự hơn và quân đội Nga sẽ được hoan nghênh như những người giải phóng. Báo cáo của Nga rõ ràng là sai lầm đến mức các hoạt động quân sự của Nga đã thất bại khiến cuộc chiến kéo dài trong 7 tuần qua. Ngược lại, các động thái của Nga hầu như đều lọt vào tầm ngắm của tình báo phương Tây. Vài giờ trước khi quân đội của ông Putin tiến vào Ukraine vào cuối tháng 2, Bộ Quốc phòng Anh đã công bố bản đồ chỉ dẫn hướng đi của đoàn xe bọc thép Nga. Các quan chức tình báo của Anh và Mỹ kể từ đó đã tiếp tục đưa ra những đánh giá chính xác về các mục tiêu của Nga. Họ cũng cho phép quân đội của Ukraine khởi động một kế hoạch ám sát hiệu quả nhằm vào các tướng lĩnh và sĩ quan cấp cao của quân đội Nga, vốn đã rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi mất đi thủ lĩnh. Hiện tại, để giữ thể diện, ông Putin đã tổ chức lại quân đội và chuẩn bị đánh chiếm khu vực Udon phía Đông. Các quan chức phương Tây cáo buộc rằng Putin có khả năng sẽ tăng gấp 3 lần quân số của quân đội Nga tại khu vực Donbass, yêu cầu quân đội Nga tiến lên phía Bắc từ Mariupol để hợp lực tiến về phía Nam từ Igium, nơi mà quân đội Nga xuất binh. Người ta ước tính rằng nó có thể gấp đôi hoặc gấp 3 kích thước của vùng Donbass ban đầu. Một quan chức phương Tây giấu tên cho biết sau hơn 40 ngày thất bại để có thể đạt được một mức độ thành công nhất định ở vùng Donbass. Quân tiếp viện, nhuệ khí quân đội vẫn là một vấn đề rất lớn. Và quân đội Nga bắt đầu với tâm trạng thấp thỏm, nhưng giờ càng mất tinh thần hơn. Quân đội Nga ngày càng khó lãnh đạo và kém hiệu quả hơn, và chúng ta đang thấy rất nhiều người miễn cưỡng tham gia. Ukraine sẽ có cơ hội để làm gián đoạn hoạt động của họ. Thưa quý vị, hai quan chức Mỹ nói với Reuters, Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến sẽ công bố thêm khoản hỗ trợ quân sự trị giá 750 triệu đô la Mỹ cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại lực lượng Nga. Thiết bị gửi cho Ukraine do cơ quan rút vốn của Tổng thống tài trợ, trong đó Tổng thống có thể cho phép chuyển các mặt hàng và dịch vụ từ kho hàng của Hoa Kỳ mà không cần sự chấp thuận của quốc hội trong trường hợp khẩn cấp. Một trong hai quan chức cho biết chính quyền ông Biden vẫn đang cân nhắc sẽ gửi cho Ukraine những thiết bị nào. Tòa bè Úc tuần trước cho biết họ đã cung cấp hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ an ninh cho Ukraine kể từ khi cuộc xâm lược, bao gồm hơn 5.000 chiếc Javelins và hơn 1.400 chiếc Stinger. Thưa quý vị, hai người thạo tin hôm thứ Ba cho biết, ngũ giác đài sẽ tiếp các nhà lãnh đạo từ 8 nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Mỹ để thảo luận về năng lực của ngành trong việc đáp ứng nhu cầu vũ khí của Ukraine nếu cuộc chiến với Nga kéo dài nhiều năm. Nhu cầu về vũ khí đã tăng vọt sau khi Nga xâm lược Ukraine. Điều này đã thúc đẩy việc chuyển vũ khí của Hoa Kỳ và đồng minh tới Ukraine. Các nguồn tin giấu tên cho biết, việc tiếp tế cũng như kế hoạch cho một cuộc chiến dài hơn dự kiến sẽ được thảo luận tại cuộc họp. Một người nắm được tình hình cho biết đơn vị mua vũ khí cho Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sẽ tổ chức cuộc họp kéo dài 90 phút và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kathleen Hicks dự kiến sẽ tham dự. Ngũ sắc đài cho biết vũ khí hữu ích nhất là các hệ thống nhỏ hơn như tên lửa chống tăng Javelin và tên lửa phòng không Stinger mà Washington và các đồng minh đã vận chuyển đến Ukraine gần như hàng ngày. Việc sử dụng cường độ cao cũng như tính hiệu quả trên chiến trường của các lực lượng Ukraine đã thúc đẩy sự quan tâm đến việc tái trang bị các loại vũ khí này. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của ngũ sắc đài đang tham gia cuộc họp hàng tuần của nhóm quản lý khủng hoảng châu Âu để xem xét các yêu cầu cụ thể liên quan đến Ukraine. Thưa quý vị, vào hôm thứ ba, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận về việc tăng cường hỗ trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine cũng như sự cần thiết phải chấm dứt sự phụ thuộc của phương Tây vào dầu khí của Nga. Một phát ngôn viên của phố Downing cho biết, các nhà lãnh đạo đã thảo luận về sự cần thiết phải tăng tốc hỗ trợ Ukraine, bao gồm tăng cường hỗ trợ quân sự và kinh tế, khi các lực lượng Ukraine chuẩn bị cho một cuộc tấn công dữ dội khác của Nga ở phía đông đất nước. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục nỗ lực chung để tăng áp lực kinh tế đối với Tổng thống Nga Putin và dứt khoát chấm dứt sự phụ thuộc của phương Tây vào dầu khí của Nga. Thưa quý vị, vào hôm thứ Ba, Tổng thống Đức Frank Walter Steinmeier cho biết Ukraine không hoan nghênh chuyến thăm dự kiến của ông. Ông Steinmeier đã lên kế hoạch thăm Kiev cùng với người đồng cấp Ba Lan Andrei Duda và các tổng thống của Estonia, Litva và Latvia để gửi một tín hiệu mạnh mẽ về tình đoàn kết của châu Âu với Ukraine. Ông nói với các nhà báo trong chuyến thăm Warsaw, Tôi đã sẵn sàng cho điều đó, nhưng dường như và tôi phải thừa nhận rằng điều đó Kiev không mong muốn. Tuy nhiên, Tổng thống Đức không giải thích chi tiết. Hiện vẫn chưa rõ liệu các nhà lãnh đạo châu Âu khác có đến thăm Kiev mà không có ông hay không. The Bill trước đó vào hôm thứ Ba rằng, ông Zelensky đã từ chối kế hoạch đến thăm của Tổng thống Stemia do mối quan hệ thân thiết với Nga trong những năm gần đây. Ông cũng ủng hộ đường ống dòng chảy phương Bắc 2 trong nhiều năm. Tuy nhiên, sau cuộc xâm lược của Nga và Ukraine, Gần đây, Tổng thống Đức đã bày tỏ sự hối tiếc về lập trường trước đó của mình. Ông nói sự ủng hộ của ông với dòng chảy phương Bắc 2 là sai lầm. Khi được yêu cầu bình luận về phát biểu ông Steinmeier, một người phát ngôn của chính phủ Đức cho biết, Đức đã và là một trong những nước ủng hộ kiên quyết nhất của Ukraine, và Đức sẽ tiếp tục như vậy. Tổng thống có quan điểm rõ ràng và dứt khoát về phía Ukraine. Semeya, một đảng viên Đảng Dân Chủ Xã hội, từng là Ngoại trưởng dưới thời Thủ tướng Angela Merkel trước khi được bầu làm Tổng thống. Ông nói với tạp chí spiegel trong một cuộc phỏng vấn được công bố trước đó vào hôm thứ ba rằng một bài phát biểu mà ông Putin đã tổ chức tại Hoa viện Đức vào năm 2001 đã mang lại trong Steimia hy vọng về mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa Moscow và Berlin ông Steimia nói Putin của năm 2001 không có điểm gì chung với Putin của năm 2022 người mà chúng ta đang thấy như một kẻ cuồng bạo và cố thủ thưa quý vị theo bản tin của hãng truyền thông nhà nước nga RT ngày 11 tháng 4 theo giờ địa phương Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn, hoạt động quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine một phần là để chấm dứt sự thống trị hoàn toàn và sự bành trướng liều lĩnh của Mỹ trên trường thế giới. Ngoại trưởng Lavrov cho biết trong cuộc phỏng vấn, hoạt động quân sự đặc biệt của chúng tôi nhằm mục đích chấm dứt sự bành trướng và định hướng liều lĩnh của Hoa Kỳ và các nước phương Tây trên trường quốc tế. Sự thống trị này dựa trên vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và một số quy tắc. Trên thực tế, họ, ý chỉ Hoa Kỳ, hiện đang phóng đại quá mức và đưa ra các quy tắc này trên cơ sở từng trường hợp cụ thể, và Nga là một trong những quốc gia không tuân theo ý muốn của Hoa Kỳ. Sau đó, trước tuyên bố của nhà ngoại giao hàng đầu của EU vào ngày thứ Bảy về việc viện trợ quân sự nhiều hơn cho Kiev và tuyên bố rằng Ukraine sẽ chiến thắng trên chiến trường, ông Lavrov cũng nói, chính sách đối ngoại của EU là gì? cho Borrell dường như khuyến khích chiến đấu nhiều hơn ở Ukraine. Và khi một nhà ngoại giao nói rằng xung đột chỉ có thể được giải quyết bằng hành động quân sự, đó là một tuyên bố thái quá. Trong cuộc phỏng vấn, Ngoại trưởng Lavrov phủ nhận khi được hỏi về việc Nga có dừng các hoạt động quân sự ở Ukraine hay không. Ông nói, Nga muốn đàm phán hòa bình với Ukraine và Nga cởi mở, nhưng Nga không nói rằng họ sẽ ngừng các hoạt động quân sự ở Ukraine. Ông này cũng nói các nước phương Tây định sử dụng thảm sát Bucha để phá hoại cuộc đàm phán. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, Ukraine không có cách nào khác ngoài đàm phán với Nga đồng thời nhắc lại việc sẵn sàng hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về bất kỳ chủ đề nào, vào bất kỳ lúc nào. Thưa quý vị, Tổng thống đắc cử Yon Yeol của Hàn Quốc đã đến thăm căn cứ quân sự Hoa Kỳ ở Hàn Quốc vào ngày 7 tháng 4, nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Hàn-Mỹ. Cùng ngày, đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc đã gây sức ép về việc triển khai THAAD tại căn cứ quân sự của Mỹ. Tổng thống Hàn Quốc đắc cử Yon Yeol đã đến thăm cho Amphrys, trụ sở của quân đội Hoa Kỳ ở Pyeongtaek, Gyeonggi-do vào ngày 7. Trại Humphreys là căn cứ quân sự lớn nhất của Hoa Kỳ ở nước ngoài và là nòng cốt của quân đội Hoa Kỳ đóng tại Hàn Quốc. Mặc dù các tổng thống liên tiếp đã đến thăm Bộ Chỉ huy Hỗn hợp Hàn Mỹ ở Seoul với tư cách là tổng thống đắc cử, nhưng ông Jun Chuk Yun là tổng thống đắc cử đầu tiên đến thăm căn cứ quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc, nơi binh lính chiến đấu được triển khai thực chiến. Cùng ngày, ông Yun nhấn mạnh tầm quan trọng của một liên minh Hàn Mỹ bền chặt. Ông nói, không thể không nhấn mạnh rằng trong tình hình quốc tế vô cùng khắc nghiệt xung quanh bán đảo Triều Tiên, chẳng hạn như việc Triều Tiên phóng thử tên lửa xuyên lục địa, thì lực lượng dân đen mạnh mẽ có thể đạt được thông qua Liên minh quân sự Hàn Quốc Mỹ là thế trận phòng thủ chung. Ông cũng nói rằng nó sẽ cải thiện hơn nữa sự gắn kết của Liên minh Hàn Quốc-Hoa Kỳ, đồng thời tăng cường ngăn chặn và ứng phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tổng thống Yoon cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với quân đội Mỹ đóng tại Hàn Quốc. Ông nói, Tự do và thịnh vượng mà chúng ta ở Hàn Quốc được hưởng ngày hôm nay có được là nhờ sự công hiến và hy sinh của vô số binh sĩ đồng minh. Chuyến thăm của ông Yun diễn ra trong bối cảnh Triều Tiên có hành động khiêu khích bằng việc phóng tên lửa xuyên lục địa ICBM trước thêm sự thay đổi chế độ ở Hàn Quốc. Triều Tiên, một quốc gia thường xuyên có hành động khiêu khích bằng các vụ phóng tên lửa từ đầu năm nay, đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa với hiệu suất cao nhất vào ngày 24 tháng 3. Ngoài ra, theo nhiều nguồn tin từ chính phủ và quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên hiện đang đẩy nhanh tiến độ sửa chữa bãi thử hạt nhân ở Pungkiri, huyện Kinchu, tỉnh Bắc Hamkyong và có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân sớm nhất là vào giữa tháng tới. Trong chuyến thăm căn cứ quân sự của Mỹ Hàn Quốc, ông Hình Hải Minh, đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc đã đề cập đến hệ thống chống tên lửa THAAD hiện đang được triển khai ở Hàn Quốc trong một hội thảo tại Seoul. Ông này nói, THAAD đã trở thành điều cấm kỵ trong quan hệ Trung Quốc-Hàn Quốc. Trung Quốc và Hàn Quốc không nên lặp lại những sai lầm tương tự. Ông nói, Trước hành động khiêu khích của Triều Tiên, Tổng thống Yun đã ban hành hiệp ước tăng cường triển khai THAD trong chiến dịch tranh cử Tổng thống của mình, đồng thời cho biết đây là vấn đề chủ quyền của chính phủ Hàn Quốc. Ông cũng tuyên bố rằng ông sẽ không tuân theo chính sách 30 của chính quyền Moon Jae-in, tức là không triển khai hệ thống THAD mới, không tham gia vào hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ và không tìm kiếm một liên minh quân sự giữa Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản. Để đối phó với mối đe dọa quân sự của Triều Tiên, Hàn Quốc đã triển khai THAAD tại các căn cứ quân sự của Mỹ vào năm 2017. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thực hiện một loạt các hành động trả đũa chống lại Hàn Quốc với lý do THAAD gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Trung Quốc. Sau đó, trừng phạt Hàn Quốc bằng các biện pháp bao gồm cả việc cấm chiếu phim truyền hình Hàn Quốc. Dư luận Hàn Quốc cho rằng phát biểu của ông Hình Hải Minh là lời cảnh báo công khai đối với Tổng thống Yoon Juk-yoon người đề xuất tăng cường triển khai THAAD. Đồng thời trước sự không hài lòng của dư luận Hàn Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã có thái độ bảo vệ việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng ICBM và cùng với Nga ngăn chặn việc thông qua một tuyên bố lên án việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phóng ICBM ở cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Mặt khác, ông Yun đã cử phái đoàn tham vấn chính sách Hàn-Mỹ đến thăm Tòa Bé Ốc vào ngày 5 tháng 4. Park Jin, trưởng phái đoàn cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày hôm đó rằng, Hai bên đã thảo luận về vấn đề hạt nhân của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và lực lượng phòng thủ chung Hàn Mỹ. Từ đó nhất trí rằng, vũ khí chiến lược là nhân tố quan trọng trong việc tăng cường khả năng gian đe mở rộng đối với Triều Tiên. Cùng ngày về vai trò của Hàn Quốc trong chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc, ông Park Jin nói rằng Hàn Quốc và Mỹ đã thiết lập một liên minh dựa trên các giá trị chung. Điều này rất quan trọng để hai nước xây dựng một trật tự dựa trên nền dân chủ, kinh tế thị trường, pháp quyền, nhân quyền và các quy tắc quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo hôm thứ Hai rằng, do sự bùng phát ở Thượng Hải và các biện pháp hà khắc của chính phủ Trung Quốc, họ sẽ sơ tán tất cả nhân viên không thực hiện các công việc khẩn cấp và gia đình của họ khỏi lãnh sự quán ở Thượng Hải. Đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Trung Quốc đã đưa ra một tuyên bố bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh vào ngày thứ Ba. Bộ Ngoại giao đã ra lệnh sơ tán các nhân viên không khẩn cấp của chính phủ Hoa Kỳ và gia đình của họ khỏi tổng lãnh sự quán ở Thượng Hải, Giảm số lượng người và quy mô hoạt động của chúng tôi là cách tốt nhất cho các nhân viên và gia đình của họ trong bối cảnh có mối đe dọa nghiêm trọng với họ. Nhân viên và gia đình của họ sẽ rời khỏi đất nước trên các chuyến bay thương mại. Tuyên bố nói thêm rằng lệnh sơ tán đã được thông báo cho chính quyền Trung Quốc. Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc và các quan chức khác đã tiếp tục nêu quan ngại với Bắc Kinh về công dân Hoa Kỳ ở Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cập nhật lời khuyên du lịch của họ cho Trung Quốc vào ngày thứ hai rằng do các hạn chế liên quan đến dịch bùng phát, bao gồm nguy cơ chia cắt cha mẹ và con cái. Công dân Mỹ không nên đến đặc khu hành chính Hồng Kông, tỉnh Cát Lâm và Thượng Hải. Tuyên bố cảnh báo rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc tự ý giam giữ công dân Hoa Kỳ và hạn chế việc xuất cảnh của họ, đồng thời ngăn cản nhân viên đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ lãnh sự của họ. Công dân Hoa Kỳ nên xem xét lại việc đi du lịch đến Trung Quốc. Thưa quý vị, mục tin Thế giới sáng của DKN TV đến đây xin được tạm dừng quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên chat một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.